Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn. Quý vị thân mến, trong video lần trước chúng ta đã tìm hiểu về thời điểm cần tránh giao dịch khi giao dịch forex. Và lần này các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu về cách sắp xếp thời gian khi giao dịch quý vị nha. Nếu nói đến thời gian thì chúng ta không ai là không biết được tầm quan trọng của nó. Phải nói rằng thời gian còn quý hơn cả vàng bạc nữa. Vì vậy, cách quản lý và sắp xếp thời gian được xem là một nghệ thuật. Đi vào cách sắp xếp thời gian trong giao dịch sẽ có những câu hỏi như sau. Bạn sẽ phải làm gì nếu như bạn không thể kinh doanh trong suốt thời gian thị trường sôi động? Nếu bạn sống tại khu vực có múi giờ không thuận lợi, ví dụ như khi thị trường đang trong thời điểm tốt để giao dịch thì chúng ta lại đúng buổi đêm. Khi bạn đang say giấc nồng hoặc có một công việc hàng ngày, hầu như sau đó các bạn không thể ngồi trước một cái máy tính suốt những thời điểm kinh doanh sôi động nhất của thị trường. Nếu điều này là đúng thì tôi có một vài lời khuyên dành cho bạn. Hãy chuyển đến khu vực tốt hơn. Tốt nhất là bạn nên chuyển đến London. Tất nhiên là bạn phải từ bỏ nơi cũ và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Thôi nào, nhưng ít nhất bạn có thể giao dịch tốt hơn, phải không? Giao dịch ngay trong giờ làm việc để an toàn, bạn phải đang có một vài công việc thật sự. Để trong trường hợp ông chủ của bạn nhẹ nhàng tiến đến sau lưng bạn và hỏi bạn đang làm gì, tôi cũng đã nhắc nhở bạn phải nắm vững những tổ hợp phím Alt Tab để bạn có thể nhanh chóng tắt Windows ngay khi có báo động. Khi là một nhà giao dịch dài hạn, bạn sẽ không phải liên tục giám sát thị trường giao dịch và bạn có thể kiểm tra hoặc quan sát chúng khi bạn kết thúc công việc của mình. Giao dịch tại một phiên giao dịch khác, thậm chí nếu nó không phải là phiên sôi động nhất, nếu bạn không thể giao dịch tại phiên giao dịch London hoặc Mỹ, bạn nên tìm đến phiên giao dịch Tokyo. Tuy nhiên, bạn nên có kỷ luật và tiến hành giao dịch mỗi ngày. Bạn sẽ bắt đầu học cách nói dao động và có thể phát triển các chiến lược riêng cho phiên giao dịch đó. Với tư cách cá nhân, tôi nghĩ cách thứ 3 và cách thứ 4 là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nhưng đôi khi, sự chọn lựa cuối cùng vẫn thuộc về bạn. Thậm chí nếu bạn không thể giao dịch thì nó vẫn giúp bạn quan sát tốt nhất các biểu đồ trong suốt một phiên giao dịch bằng việc vận dụng chúng để quan sát được sự dao động của giá cả, đồng thời có thể quan sát một sự tường thuật chính xác về tiền tệ. Hãy tin tôi, sau khi nhìn vào các biểu đồ đã kết thúc, bạn sẽ thấy các biểu đồ hiện tại sẽ rất khác. Thậm chí nếu bạn thực sự không thể giao dịch trên thị trường trong khi quan sát các biểu đồ, bạn vẫn nên ghi nhớ một vài điểm đáng chú ý trong trường hợp có thể lát nữa bạn sẽ tiến hành giao dịch. Có công mài sắt có ngày nên kim và hãy thực hành nhiều hơn nữa. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu hơn và nắm rõ hơn, tốt hơn. Bạn đã có khái niệm về thời điểm. Chúng tôi đã đưa ra cho bạn tất cả những thông tin mà bạn cần phải chú ý thời điểm nào sẽ tốt nhất cho việc thực hiện các giao dịch. Tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là khẳng định dù có trúng hay không, bạn vẫn sẽ giao dịch đến khi thời điểm có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc nếu bạn thực hiện nó một cách tích cực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các bản tin lần sau.